Hôm qua 24 tháng 3, lô thuốc kháng thể đơn dòng Evusel dự phòng COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam và sẽ chính thức triển khai tiêm từ ngày 26 tháng 3. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Bính, giám đốc chuyên môn bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận lô thuốc kháng thể đơn dòng Evusel dự phòng COVID-19 đầu tiên. Thuốc Evusel được chứng minh có hiệu quả phòng ngừa ít nhất 6 tháng kể cả với biến thể Omicron. Hiện tại, hàng ngày số lượng bệnh nhân đến khám điều trị các bệnh mãn tính, cấp tính khá đông. Nhiều trường hợp chưa được tiêm vaccine COVID-19 do phác đồ điều trị dày đặc, sử dụng nhiều thuốc ức chế miễn dịch như các bệnh nhân ung thư, ghép tạng, bệnh hệ thống, viêm khớp, thoái hóa khớp. Đây chính là nhóm người bệnh có nguy cơ không đáp ứng miễn dịch đủ để chống lại COVID-19, đồng thời cũng là nhóm nguy cơ nếu mắc COVID-19 sẽ dễ chuyển nặng dẫn đến tử vong. Chính vì lẽ đó, việc đưa thuốc kháng thể đơn dòng Evusel dự phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới được FDA cấp phép về Việt Nam sẽ thêm một vũ khí phòng ngừa và điều trị COVID-19 và kịp thời bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương trước đại dịch.